Đường này là đường Kinh Dương Vương. Mình đang ra bên quận Bình Phú Lâm á, đang ra cầu Phú Lâm. Tụi mình đang ra ngoài bên chợ lớn để đi vào một cái quán, mà cái quán đó một hồi mọi người sẽ biết đó là quán gì. Bây giờ mình không nói đâu, theo chân mình đi ha. Rồi đến một bên Phú Lâm rồi nha. Đó là cô ốp mắt Phú Lâm. Bên đây là đường Nguyễn Văn Luôn. Mình đang đổ ra cầu Phú Lâm. Đây, đây là cây cầu Phú Lâm ha. Cầu ông Buôn Hai. Ôi, hôm nay trăng đúng đẹp luôn. Hôm nay đúng là cái ngày mà trăng tròn mà trung thu luôn á. Con ơi, hello con. Con ơi. Mình đang tiến tới một bên cây gõ nha. Đây là cầu vượt cây gõ. Đêm nay mọi người là đi đông dữ lắm, tại vì bên đây là ngày chánh á, cho nên mà lại hơn một điều nữa đó là không mưa. Ngày hôm nay rất là nắng luôn, nắng từ sáng cho tới bây giờ luôn. Ngày nay là chơi là vui nhất của ngày trung thu luôn. Đây nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Rồi mình đang vô đường Minh Phụng. Ủa, cái này đường Minh Phụng phải không? Đúng rồi. Mình đang tới chợ cây gõ nha mọi người. Đây nhà sách cây gõ. Bên đây là tiệm vàng Thanh Trúc. Hay còn gọi là chợ Minh Phụng. Rồi mình quẹo qua đường Hậu Giang nha. Đường Hậu Giang, đường mệnh danh là con đường ăn uống á mọi người. Đây bây giờ là con đường ăn uống luôn, tốt nhất, đã lắm. Xe, trái cây về hai bên đường nhóc luôn, hê ly luôn. Có một cô bé chạy chiếc xe rất là dễ thương, mọi người thấy không? Mình ghé bánh Tô Lô Dua, mình mua một vài cái bánh nha. Buổi tối cho nên hết rồi, chỉ còn có một vài cái bánh thôi. Chắc là tối hết rồi đó, chỉ còn có nhiêu đây thôi hà. Bánh mì ngon chưa? Ngon quá nè. Kẹo candy root nè, cái kẹo này là ngon dữ lắm nè. Ở trên đây thì nguyên một vàng bánh. Lúc trước mình có ăn cái bánh nè. Bánh nào? Cái bánh này ngon lắm nha mọi người. Ở đây có bán cái combo này luôn nè. Cái combo bánh này ngon nè. Bánh ngói nè. Không biết bao nhiêu cái. Ngoài ra còn có những cái bánh mà đóng vô bịch nữa nha. Chú ship. Cái bánh này là cái bánh bánh gì chắc của nước ngoài á.
Lúc mình vô thì đã tối rồi nha mọi người, cho nên chắc bánh người ta cũng tạm bớt rồi, hết rồi. Nhưng mà cũng còn một số này ha. Ngon chưa? Thì là bánh mì. Cái Tojo này là thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha. Bánh rất là ngon. Đây nè, hôm nay mình vô đây thì mình mua ba cái bên cái gì bonus. Donut, ba cái được tặng một nha, là thành bốn cái donut. Ngon chưa? Sướng chưa? Đây. Ba cái tặng một cái. Ở bên đây thì mua ba cái bánh bất kỳ thì tặng một cái ly cà phê sữa. Đây. Bánh này chắc là bánh donut. Cái bánh gì? Tiramisu hả? Đi hết đường Hậu Giang thì mình đã ra khu chợ lớn rồi nha. Bây giờ mình đang tiến tới khu chợ lớn. Ở khu chợ lớn này á, thì có chợ Bình Tây, chợ Kim Biên và chợ trái cây chợ lớn, khu trái cây chợ lớn. Bên cạnh đó đó bạn mọi người có cái khu mà chuyên bán về lồng đèn cho trẻ em nữa. À, tới Trung Thu thì bán lồng đèn Trung Thu, tới đám cưới đám hỏi thì bán lồng đèn đám cưới đám hỏi, tới Tết đó thì bán bông. Đây là chợ Bình Tây. Ủa, này gì á? Ủa, ca nhạc gì á? Bữa nay có chương trình ca nhạc gì á? Acoustic. Acoustic của ai đây? Trung Quân. Phải không? Phải Trung Quân, đâu phải Trung Quân. Đâu phải. Là tối. Ô, có bàn ghế nữa kìa. Có bàn ghế để cho mọi người ngồi nữa kìa. Cho nên hả? Tổ chức đêm nhạc là đúng rồi. Ôi, chỗ giữ xe đó. Ôi, ôi. Ôi, có con cá kìa. Ôi, bữa nay đợi hạ giá rồi. Quá trời luôn, bữa nay đợi hạ giá rồi. Bữa nay là đêm cuối á, cho nên đợi hạ giá đúng rồi. Ôi, ôi. Ôi, con cá này đẹp quá nè. Có rẻ không? Rẻ nhất phải không? Đó, bữa nay là ngày cuối rồi đó. Ai không chơi là hết Trung Thu nha. Ôi, công nhận ở ngoài quận 5 này vui thiệt chứ. Đây, đã tới cái khu mà chuyên bán lồng đèn rồi nè. Quá trời luôn. Nhìn thấy mà mê. Trời, có những cái phao bông giấy á. Bông giấy nó bắn ra một cái rồi nó ra mấy cái kim tuyến hả? Nó cái giấy hả? Đó. Đã chưa? Trời đất ơi, cô dí kìa mọi người. Đó, bữa nay trăng tròn ghê không? Đó. Mình đang đi qua cái bùng binh của cái gì đây, quẹo vô đường Châu Văn Liêm rồi, mình sắp đến nơi rồi nha mọi người. Đây, Sea Duck Food ha. Rồi, mình vô đây uống cà phê nha mọi người. Rồi. Đây mình đo đời cà phê ngay chỗ này luôn nha. Thank you.
quá thôi. Một chậu cái đây là món mới hả? Đây, đây là của Lan Ngọc. Ở đây không gian quán rộng rãi ha. Ủa, lên lầu mấy vậy ta? À, đi cà phê em. Ok. Hello, đây không? Ok ok. Ở dưới đây là thức ăn. Con khu ở trên đây là cà phê nha mọi người. Ồ, bàn đẹp quá ha. Ồ, có nhiều bàn quá. Cực kỳ đẹp luôn. Ồ. Mọi người thấy chưa? Trời ơi. Quá đẹp luôn. Ồ, mình không ngờ ở dưới hang là mình thấy đông cực kỳ. Mình tưởng đâu là mọi người quán ăn thôi, mọi người vô ăn thôi. À. Còn trong đây là chắc là toilet quá. Oh no no, trong đây là cái gì? Oh, đẹp quá. Ở đây nhìn xuống đường luôn nha. Đó, nhìn ra đường ngoài kia người ta chạy kìa. Oh, tấm hình cô Lan Ngọc này thiệt là đẹp luôn. Có bức tranh coffee nữa. Ở dưới đây thì là nhà hàng. Ly này là trà artiso vải nha. Còn ly này là trà ổi hoa hồng. Đó. Còn ly này là ly trà sữa Thái đỏ. Có thạch xương sáo nữa. Đây, còn đây là cái bill. Mình thấy cái giá này cũng hợp lý mọi người. Không mắc ha. Rồi, bây giờ mình thử uống nha. Mình uống thử trà vải nha mọi người. Ngon. Cái món này với món này là bestseller của quán nha. Đó, để mình thử một miếng này luôn ha. Ồ, trà ổi hồng đậm đậm vị ổi dữ lắm. Có lát chanh nữa, nó thanh dữ lắm. Còn cái này là trà mới, trà cái này là trà Thái đỏ là sản phẩm mới của quán luôn. Vừa uống không có quá ngọt. Cộng với xương sáo nữa. Cái này cũng ngon lắm. Ồ, mình mới phát hiện ra cái menu này bên mấy bên bàn kia đó. Đây, cận sát cảnh luôn. Mọi người coi kỹ rồi lại đây uống nha. Không gian đẹp cực kỳ. Thức uống thì mình thấy cũng ngon. Quán nào cũng vậy thôi hả? Đây, tới mé bên này. Mé bên này là thức ăn nha. Có gà quý phi, có xá xíu, có bà rội, dịch quay chắc là best seller của quán này quá hả? Quay 4 món luôn, 3 món, 2 món. Dịch quay Bắc Kinh đúng vậy luôn, quá hấp dẫn. Một ngày đầu đó mình sẽ quay lại đây mình ăn, tại vì hôm nay mình không có đặt bàn trước nên đã hết bàn. Mọi người chờ cái clip đó của mình nha. Các bạn nhớ cho mình nhiều like lên nha, mình quay nữa cho mọi người coi nha.
cảm ơn mọi người đã xem clip. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn nhiều.